chủ nợ bất lực đành bó tay với những đối tượng cố tình quỵt nợ. Những năm gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm lập ra nhằm mục đích là để quỵt nợ hoặc là hướng dẫn những người khác, lôi kéo những người khác quỵt nợ của các công ty tài chính. Thì trong trường hợp mối quan hệ giữa vay và cho vay và người có khoản nợ không đủ khả năng trả nợ nhìn đơn thuần chỉ là vấn đề dân sự, tuy nhiên trong trường hợp mà con nợ có đủ khả năng trả nợ mà không thực hiện trả nợ hoặc là cố tình lập ra các hồ sơ khống, hồ sơ giả để vay sau đó không thực hiện trả nợ hoặc là thậm chí là có hành vi lôi kéo những người khác quỵt nợ, trong ba trường hợp như trên hoàn toàn đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vậy lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là gì? Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người khi thực hiện các hành vi vay mượn thuê tài sản nhưng mà sau đó sử dụng các thủ đoạn gian dối hoặc là khi đến hạn hoàn trả tài sản mặc dù có điều kiện nhưng mà cố tình trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ. Rất nhiều trường hợp là những người họ khó khăn thật, họ vay và không có khả năng trả nợ, tuy nhiên khi tham gia vào các hội nhóm này đã bị lôi kéo để cố tình quỵt nợ, tức là từ một mối quan hệ dân sự thông thường mà đã chuyển thành mối quan hệ là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có khả năng bị truy tố hình sự